Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội cho nhiều người, nhiều gia đình có dịp tham gia các tour du lịch, tham quan nghỉ dưỡng. Cũng vì vậy, nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đón lượng khách rất đông. Là địa điểm du lịch với nhiều cảnh sắc thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ và mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, trung tâm du lịch Cầu Treo Buôn Đôn là nơi không thể bỏ lỡ của du khách khi đến với Đắk Lắk. Trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trung tâm đã đón gần 6.000 lượt khách du lịch. Để phục vụ lượng khách tăng mạnh, đơn vị đã tăng cường khoảng 120 nhân viên, gấp 4 lần so với ngày thường. Bên cạnh các dịch vụ đặc trưng của khu du lịch như xem biểu diễn cồng chiêng, uống rượu cần, chụp ảnh cùng voi, đi cầu treo, cắm trại qua đêm, thưởng thức đặc sản, năm nay trung tâm cũng mở tour du lịch mới là đi xe đạp tham quan nhà dài, tìm hiểu phong tục địa phương. Lần đầu tiên mình đến đi với bạn vô vào khu du lịch này thấy không khí nó mẻ, nó trong lành hơn, cho nên mình thích có những trò chơi đồ, những con suối đồ nó mát mẻ, cho nên hôm nay lễ mình đưa nguyên gia đình lên đi lên đây lần thứ hai cả gia đình cho mấy em bé cho biết tham quan cho nó cái thiên nhiên ở đây là một, với hai nó không khí trong lành, có voi đồ tham quan đâu, còn mình ở Tây Ninh thì nhiên không có mấy cảnh voi rồi cho nên mấy bé cho nó tham quan nhiều hơn. Ví dụ chúng tôi là cũng xác định là lễ là dài ngày thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là chú đáo về mọi mặt, về con người, về phục vụ, về voi, về những cái dịch vụ cần thiết để cho khách du khách tới đây tham quan. Và đặc biệt năm nay thì chúng tôi cũng dàn dựng lên vấn đề là sử thi câu chuyện kể về là hồi tù Buôn Đôn để cho mọi người đến đây để biết rằng là người Lào, người Ê Đê, Mơ Nông cùng sinh sống trên mảnh đất này và tạo nên một văn hóa đa sắc tộc ở nơi này. Và đặc biệt là chúng tôi chuyển dịch qua voi thân thiện thì được rất là nhiều du khách là ủng hộ. Không chỉ ở trung tâm du lịch Cầu Treo Buôn Đôn mà nhiều khu du lịch khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như khu du lịch cộng đồng Cô Tam, bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, khu du lịch A Cô E, khu du lịch Hồ Lắc cũng thu hút đông du khách. Nếu như so từ trước đến giờ thì thay đổi quá nhiều. Và càng ngày càng thấy là cái quy mô nó lớn hơn và đẹp hơn. Rồi từ những cái mà tiếp đón rồi khách đến rất là lịch sự, kể cả về môi trường hay là kể cả về an toàn, về an ninh cũng rất là tốt. Đấy, tôi cảm nhận là như thế, cho nên là tôi bảo tôi cũng đi du lịch nhiều nhưng mà vẫn phải dành lại cái nơi mình đang ở và gọi những người thân thương của mình. Có thể họ cũng rất nhiều nơi đến nhưng họ chưa biết Đắk Lắk mình như thế nào, cho nên là mình sẽ giới thiệu với người ta. Tất nhiên là mình giới thiệu chưa đủ nhưng người ta sẽ tự khám phá rồi người ta lại giới thiệu cho người khác. Để đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2023, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, niêm yết công khai giá bán hàng hóa dịch vụ, làm tốt công tác quản lý trật tự, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tạo cảm giác yên tâm cho khách du lịch.